Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Ở tập trước, thuận lợi đem lỗ xác tiêu diệt, Phó Càng Khôn liền thu những trữ vật của tên này vào tay luôn. Sau đó Trào Phúng nói, thực lực của hội trưởng Lưu Trung Thương hội cũng chỉ có thế mà thôi, cũng không hơn gì cái này. Đứng ở một bên quan sát, lâu chủ Ma Tu Lâu cũng không khỏi kinh sợ. Ban đầu hắn còn muốn lợi dụng khi lỗ xác vây công đối phương, thì bản thân sẽ tiến hành đánh lén. Thế nhưng không ngờ tới, nhanh như vậy mà lỗ xác đã bị đối phương giết chết rồi. Trên mặt hiện rõ vẻ ngưng trọng, thanh âm lạnh lùng của tên lâu chủ này liền vang lên hỏi các ngươi đến cùng là ai cười nhạt một tiếng phó càng khôn liền quay đầu nhìn sang tên lâu chủ này lạnh lùng nói chúng ta là ai cùng ngươi có liên quan gì sao mặc dù nói thế nhưng phó càng khôn có thể nhìn ra tên lâu chủ này hiện tại vẫn còn bảo trì trấn định như vậy thì thực lực chắc hẳn phải trên tên lỗ xác kia khả năng cao cũng đã tiếp cận đến đỉnh phong võ đế rồi thế nhưng phó càng khôn lại không hoàn toàn để ý đến bởi vì lúc trước kích sát lỗ xác hắn vẫn chưa có thi triển ra toàn lực với lại lấy tu vi của hắn hiện tại cho dù thương thế còn chưa khỏi hẳn nhưng ở trong thiên hạ này muốn đánh hòa với hắn cũng không có mấy người mà trong số những người đó thì lại không có lâu chủ ma tu lâu cười lạnh một tiếng phó càng khôn cũng không tiếp tục lời thừa với tên lâu chủ kia nữa bàn tay vung lên trực tiếp nắm quy tắc đại đạo vào trong tay làm thành một cái roi hướng tên lâu chủ kia quốc tới đối mặt với công kích của phó càng khôn đánh tới ma tu lâu chủ tức giận quát lớn người cho rằng có thể giết chết lỗ xác thì có thể muốn làm gì thì làm sao nói dứt lời kinh khủng ma khí từ trong thân thể hắn đột nhiên phóng xuất ra cấp tốc hướng phó càng khôn bao trùm tới đứng ở bên ngoài cảm nhận được cổ khí tức này làm tần trần biến sắc thất thanh nói đây là dị ma tộc khí tức thế nhưng là hắn kinh ngạc nhất là cổ khí tức này cũng không phải là của dị ma tộc đồng thời cũng không phải là khí tức sinh ra do nhân loại tu luyện công pháp của ma tộc mà nó rất giống với công pháp tu luyện ma khí do tên dị hồn sư khi trước cải tiến qua biết được điều này làm tần trần không khỏi hít vào một hơi khí lạnh bởi vì nếu là như vậy thì đối phương cùng với phiêu miểu cung vô cùng có quan hệ nói không chừng thì ma tu lâu chính là cơ sở ngầm của phiêu miễu cung tại thiên lôi thành này cũng nên tại thời điểm tần trần phát hiện ra tên lâu chủ này có liên quan đến phiêu miễu cung thì phó càng khôn cũng đã cảm nhận được ma khí trên thân người này phát ra tức khắc trong lòng hắn liền hiện lên vô tận tức giận 200 năm bị dằn vặt tại phiêu miễu cung có thể nói phó càng khôn hận nhất trên đời chính là dị ma tộc cùng với phiêu miễu cung chính vì thế khi cảm nhận được âm lãnh khí tức từ trên người tên lâu chủ này phát ra khiến phó càng khôn cũng không thể nhẫn nại được mà trực tiếp xuất thủ luôn chỉ thấy quy tắc đại đạo trong tay được hắn liên tục thôi động, điên cuồng đập xuống tên lâu chủ kia, làm cho tên này không ngừng lui lại phía sau, miệng thì liên tục phun ra tiên huyết. Về phía tên lâu chủ ma tu lâu kia, liên tiếp bị đánh bại lui như thế, trên mặt hắn hiện rõ vẻ khó có thể tin, thực lực của hắn cũng đã tiếp cận với đỉnh phong võ đế, thế mà lại bị đối phương đánh cho không có sức hoàn thủ như vậy, đến cùng người này có lai lịch như thế nào? Trong kinh sợ, hắn điên cuồng thiêu đốt huyết mạch của bản thân, đồng thời cũng thi triển ra cấm thuật, chính vì thế mà chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc thực lực của hắn vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi thế nhưng cho dù là như vậy thì kết quả cuối cùng vẫn vô dụng ở dưới quy tắc đại đạo ngưng tụ của phó càng khôn cho dù hắn có cố gắng phản kháng thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị đánh cho thổ huyết liên tục lui lại phía sau xương cốt cả người bị đánh gãy không ít chứng kiến lâu chủ bị đánh cho không ngóc nổi đầu lên như vậy làm cho đám võ giả của ma tu lâu và liêu trung thương hội chỉ biết trợn mắt há mùng mà nhìn bọn họ không thể nào tin nổi lâu chủ đại nhân lại giống như gà con bị người khác treo lên đánh như vậy mà trong đám người này kinh sợ nhất vẫn là hùng mâu phó hội trưởng có thể nói nội tâm hắn lúc này tràn ngập sợ hãi và hối hận trước đó đã biết rõ thực lực của phó càng khôn kinh khủng thế mà bản thân lại ngu ngốc chạy theo tới đây làm gì chứ như này không phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao nghĩ đến đây hắn liền quay sang đám võ giả của liêu trung thương hội và ma tu Lô quát lớn đi mau mọi người mau rời khỏi nơi này nói dứt lời hùng mâu phó hội trưởng liền quay người bỏ chạy ngay thế nhưng từng trần làm sao có thể để cho đám người này rời đi được chứ ngay lập tức hắn liền quay sang như nguyệt và thiên tuyết lên tiếng đem đám người này giết hết một tên cũng không tha nghe tần trần nói vậy thiên tuyết và như nguyệt nhanh như chớp xuất thủ luôn dưới liên thủ của hai người đám võ giả của ma tu lâu và Liêu trung thương hội rất nhanh đã bị chém giết sạch sẽ mà hùng mô phó hội trưởng đang cắm đầu cắm cổ chạy trốn thì lúc này cũng bị cơ như nguyệt đuổi theo ngăn lại không nói nhiều lời phong tuyệt kiếm trong tay nàng liền cách không chém tới mang theo vô tận kiếm khí đem thân thể của tên hùng mô này trấn cho nổ tung mà lúc này ở một bên khác sau hơn 10 chiêu giao thủ thì lâu chủ ma tu lâu cũng bị phó càng khôn túng cổ sách lên chân nguyên trong cơ thể thì bị phong cấm lại đem tên lâu chủ này đến trước mặt tần trần phó càng khôn làm ra bộ dáng cung kính nói trần thiếu gia tên này nên xử trí thế nào trước hết cứ mang về sau đó sẽ xử lý hắn lạnh lùng nói ra lời này tần trần liền giơ tay lên cách không chụp xuống bên dưới ma tu lâu trực tiếp đem công trình kiến trúc trong phương viên hơn 10 dặm của ma tu lâu sang thành một vùng phế tích đem ma tu lâu sang bằng xong tần trần cũng không có rời đi một cái xẻng được ngưng tụ từ chân nguyên liền xuất hiện trong tay hắn trực tiếp bổ xuống bên dưới ma tu lâu đem mặt đất nơi đây chia làm hai nửa theo đó mấy cái mật thất bên dưới liền lộ ra trước mắt mọi người mà ở bên trong những mật thất này đều giam giữ không ít người tất cả đều là nữ tử giống như trịnh nhược hàm nhưng mà thân phận cùng địa vị của những người này đều cao quý hơn nàng rất nhiều mà đa phần trong số những người này đều là thiên kiêu hoặc trưởng lão trong các môn phái tại thiên lôi thành số ít còn lại thì đều là tán tu ngay khi nhìn thấy mấy người bị nhốt trong mật thất bên dưới ma tu lâu này tức khắc làm cho đám võ giả nơi đây sôi trào hẳn lên vì bọn họ nhận ra bị giam trong mật thất kia có người của môn phái mình đã bị mất tích nhiều năm không ai ngờ tới bọn họ lại bị ma tu lâu bắt về nhốt trong mật thất dưới lòng đất này tức khắc trong đám người có vô số cường giả bay vút ra lao xuống mật thất bên dưới đem người của môn phái mình cứu ra sau đó ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chầm chầm lâu chủ ma tu lâu đang bị phó càng khôn túng cổ nhấc lên nếu như trước kia đối với hành động tùy ý kích sát ma tu lâu của đám người từng trần bọn họ còn cảm thấy oán giận thế nhưng bây giờ loại oán hận này đã tiêu tan sạch sẽ mà thay vào đó là vô tận cảm kích về phía từng trần nhìn còn dư lại một ít võ giả tán tu không có môn phái nào lên cứu thì hắn cũng thuận tay đem cấm chế trên thân mấy người này loại bỏ đi sau đó hướng đám võ giả xung quanh chắp tay nói ma tu lâu là dạng người gì chắc hiện tại không cần ta nhiều lời tất cả mọi người cũng đã biết được để cho một thế lực như vậy tồn tại ở thiên lôi thành chúng ta thì sớm muộn gì cũng đem đến một hồi tai nạn thế nên ta mới xuất thủ hủy đi ma tu lâu này thế nhưng ta tin tưởng ma tu lâu tại thiên lôi thành vẫn còn có phân bộ nếu chư vị ở đây nguyện ý vì chính nghĩa thì có thể theo bản thiếu đi tiêu diệt nốt những phân bộ này bởi vì biết được ma tu lâu trong bí mật bắt rất nhiều cường giả trong thiên lôi thành nên đưa tới tức giận của rất nhiều người chính vì thế khi tần trần vừa nói ra lời này lập tức có vô số võ giả lên tiếng ủng hộ ngay tức khắc thành lập ra mấy tổ chức nhỏ để tiến hành tấn công phân bộ của ma tu lâu trong thiên lôi thành thấy đám võ giả này kích động như vậy tần trần lại lần nữa lớn tiếng nói trong thời gian các vị tiêu diệt tàn dư của ma tu lâu có thể lưu lại một mảnh đất trong thiên lôi thành này cho ta không ta muốn ở đây thành lập một cái thế lực tên là hát tu hội ở chỗ này tất cả các võ giả đều có thể tự do tu luyện, đồng thời còn tiến hành mua bán đan dược cùng đề thăng huyết mạch. Nghe được lời này của Tần Trần, làm đám võ giả ở đây có một chút sững sờ cùng nghi hoặc, bởi vì bọn họ biết rõ, trong thiên lôi thành này không có đan cát và huyết mạch thánh địa vào ở, tại đây cũng chỉ có một vài phổ thông đan đạo đại sư cùng huyết mạch đại sư mà thôi, nhưng mà so với phổ thông đại sư bên ngoài thì lại kém quá nhiều. Chính vì thế, mỗi lần mà bọn họ muốn đi mua đan dược hoặc là đề thăng huyết mạch thì đều phải rời khỏi lôi châu. Mà bây giờ, khi nghe thấy Tần Trần nói muốn thành lập một cái đan đạo cùng huyết mạch thế lực, liền làm cho đám người này có chút nghi hoặc, không biết hắn có thể làm được không. Nhìn thấy biểu tình của đám võ giả xung quanh, Tần Trần cũng đoán được đám người này đang nghĩ gì, nên liền tươi cười lên tiếng, chư vị có lẽ vẫn còn chưa tin tưởng ta, thế nhưng rất nhanh, ta sẽ ở Ma Tu lâu này xây lên một cái kiến trúc, đến lúc đó các vị có thể đến đây trao đổi cùng mua bán đan dược. Mà ta đặt tên nơi này là Hắc Tu hội, bởi vì thiên lôi thành chúng ta tuy thực lực rất mạnh, thế nhưng lại giống như một đám võ giả bị bỏ quên trong vũ vực này vậy nên ta mới muốn đưa nơi này đi lên để một ngày thiên lôi thành chúng ta trở thành một cái đỉnh cấp thế lực có thể công khai xuất hiện ở bất cứ nơi nào bên trong vũ vực mà không bị kẻ khác coi thường dụng ý của tần trần khi nói ra mấy lời này là muốn đem võ giả trong thiên lôi thành lôi kéo bởi vì hắn nhận thấy đa số võ giả tại đây đều là tán tu nếu như có thể đem nguồn thế lực này đoàn kết lại thì sẽ tạo thành một cổ thế lực rất đáng sợ còn về phía đám võ giả ở đây khi nghe xong mấy lời này của tần trần thì trong lòng tất cả mọi người đều nhấc lên sóng to gió lớn bởi vì sự tình này một khi thành công, đối với thiên lôi thành mà nói thì tuyệt đối là một cái phúc lớn. Trong khi đám võ giả ở đây đang xôn xao bàn luận về chuyện này, thì tên võ đế cùng với tên mập mạp võ hoàng của nô lệ công phường lại vụn trộn rút khỏi nơi này. Ban đầu bọn họ đến đây là muốn xem đám người từng trần bị hai thế lực kia xử lý như nào, thế nhưng hiện tại, hội trưởng của Lưu Trung Thương hội thì bị giết, mà lâu chủ của Ma Tu Lâu thì bị bắt, nếu như bọn họ còn ở lại đây, chỉ sợ một khi bị từng trần nhìn thấy, đến lúc đó cái mạng nhỏ này cũng khó giữ đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập tiếp theo